Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Airdrop Claim 25 Top Cần Dash. Thì con Top Cần Dash này nó hiện tại nó có một cái sàn Dash của nó riêng là một sàn Dash Pro Dash.io nè các bạn. Và hiện tại nó cũng có mainnet riêng của nó nha các bạn. Thì mainnet riêng của nó là chạy trên Dash Chain nha các bạn. Thì để claim được 20 và mình đã cũng có một cái video hướng dẫn các bạn claim 1300 token DAT này nè và nhà 25 token DAT này. Thì những bữa nào claim thì khá là vô mánh các bạn, khi mà cái sàn DAT này nó khởi chạy nè các bạn. Hiện tại nó cho giá là dưới 1 token DAT là bằng 1 USDT nè các bạn. Hiện tại chưa có volume giao dịch các bạn, vì sàn mới ra thì deposit và withdraw nè. Rồi cài Google thì mình sẽ cài sau các bạn. Thì hiện tại nó hỗ trợ cho các bạn ghép cái mạng Dash trên lên được, và còn mạng BET20 đang update nha các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả như video, các bạn chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Các bạn chọn dòng Dash nè. Các bạn dán vào nè. Dự án này khá là tiềm năng các bạn. Sau này mình sẽ có thời gian thì mình sẽ update cái dự án này nhiều hơn cho các bạn nha các bạn. Thì hiện tại mình hướng dẫn các bạn claim trước đi. Mình cùng bạn qua các bạn ơi. Rồi sau đó các bạn chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Các bạn bấm vào claim nè. Buy sell. Đâu claim hay rep đó ta. Phải phải các bạn chạy xíu các bạn. Rồi cái này là buy là mua. Rồi khi các bạn chọn mạng BNB xong các bạn bấm vào một buy claim người ta các bạn. Đâu ta. Sorry. Này trên dưới. Rồi các bạn bấm vào buy claim thì xong, thì các bạn bấm vào một claim airdrop nữa các bạn. Rồi bạn bấm kết nối các bạn, mình sẽ tốn một chút phí mạng BNB rồi các bạn. Mình sẽ tốn 0.0004 BNB khoảng 0.1 của DT nè, bạn bấm chấp thuận nữa các bạn. Dự án này sau mà khi sàn khởi chạy mà 1 đô tốc cần thì 25 tốc cần này khoảng 25 đô các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu các bạn. Rồi tổng cung của con này có 500 triệu tốc cần Dash nè, cũng tổng cung không cao lắm nha các bạn. Rồi các bạn bấm copy con chắc của nó, mình có để phần link mô tả cho các bạn nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi Pro Dash nè, thì trước kia có những bạn nào đã có claim từng claim 1000 đây nè. Thì dự án mới khởi chạy, các bạn nào claim được 1300 tốc cần Dash này thì bạn đó vô mánh này. Ok. Vậy video mình đã cập nhật dán cho các bạn, mình đã hướng dẫn các bạn claim 25 token Dash, đến đây mình kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.